Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học kỹ năng viết và làm content marketing để làm sao phục vụ cho hoạt động bán hàng, tăng tương tác với khách hàng. Tôi là Phan Anh và hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn với vai trò là một chuyên gia được cộng tác cùng với Mobifone để hướng dẫn, để chia sẻ, để đồng hành cùng với các cái đại lý cũng như các đối tác và các cộng tác viên của Mobifone. Trong video bài học này thì ta sẽ nói về các cái bước quy trình để chúng ta có thể phát triển được nội dung một cách hiệu quả. Thế thì nội dung thì chúng ta biết rồi, nội dung thì nó có thể là dạng viết đúng không ạ, dạng ảnh, dạng video, dạng đường link, dạng trò chơi hoặc là những cái dạng mà chúng ta có thể tương tác được đó. Thế thì cái việc mà phát triển nội dung không phải là dễ dàng, nhất là đối với các bạn đều không phải là những cái nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia hay là biên tập viên hay là những cái nhà biên kịch, chúng ta đều không phải, mà chúng ta là những người đi bán hàng. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái quy trình phát triển nội dung. Thì ở đây tôi sẽ trình bày với các bạn cái quy trình phát triển nội dung như thế này. Bước thứ nhất đấy là chúng ta sẽ cần phải lên kế hoạch. Đấy, lên kế hoạch. Chúng ta sẽ xây dựng một cái chiến lược marketing nội dung số cho doanh nghiệp hoặc là cho cá nhân chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu là chúng ta sẽ làm những cái kênh nào với những cái kết quả đạt được dự kiến là gì. Đấy, đúng không ạ? Và cái chủ đề mà chúng ta sẽ dự kiến làm việc. Đấy, tất cả những cái ý tưởng, rồi được phương thức sáng tạo, rồi công cụ để chuẩn bị cho nó. Thí dụ như là thiết bị phần cứng, thiết bị phần mềm, những người làm cộng tác viên cùng với chúng ta. Đấy, thí dụ như là sau đó thì chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu một chút về khách hàng, về đối thủ, về thị trường để chúng ta có được những cái thông tin để chúng ta so sánh, chúng ta phục vụ khách hàng. Hoặc là chúng ta cũng sẽ thực hiện những cái việc mà cá nhân hóa của mỗi người của chúng ta, làm sao mà đạt được cái công việc mà mục tiêu mà chúng ta đưa ra. Thế thì cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra là gì? Thứ nhất là cái hệ sinh thái chúng ta sử dụng là gồm những công cụ nào? Facebook cá nhân, Facebook group, fanpage, Facebook Reels hay là Facebook Watch, đúng không ạ? Hay là chúng ta sẽ phát live stream. Riêng Facebook là chúng ta đã liệt kê ra đến 6-7 cái công cụ rồi, đúng không ạ? Rồi có YouTube, có TikTok, đúng không ạ? Có Zalo, Zalo nhóm, có Zalo OA. Đấy là những cái kênh mà chúng ta sẽ phân phối. Và chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu. Ngoài những cái kênh như vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ dự kiến đăng bao nhiêu bài, mỗi ngày chúng ta sẽ đăng đúng đủ đều theo cái công thức của chúng ta đã dự kiến. Bài thì có chủ đề như thế nào, chúng ta sẽ tăng được bao nhiêu lượt theo dõi, chúng ta sẽ tăng được bao nhiêu lượt bạn bè và chúng ta sẽ tăng được bao nhiêu doanh thu đến từ cái việc mà chúng ta xây dựng nội dung như thế này. Đấy, cái việc mà chúng ta lên kế hoạch để xác định cho cái khối lượng công việc và cái mong muốn của chúng ta phục vụ cho cái hoạt động mà chúng ta xây dựng thương hiệu cũng như là hoạt động tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng ở trên nền tảng mạng xã hội. Đó. Bởi vì hầu như là chúng ta sẽ sử dụng mạng xã hội để chúng ta phân phối những nội dung của chúng ta. Và chúng ta sẽ dựa vào cái năng lực nội tại, cái khả năng cũng như là cái ngân sách và cái sở trường của chúng ta. Ví dụ như có những người có khả năng viết, có những người có khả năng chụp ảnh, có những người có ngoại hình ưa nhìn, thì chúng ta có thể khai thác được những cái yếu tố như vậy vào trong cái hoạt động làm nội dung. Đến cái bước số 2, đấy là chúng ta sẽ cần phải lên kế hoạch thực thi. Chúng ta sau khi đã lên kế hoạch cụ thể rồi thì chúng ta sẽ thực thi, đúng không? Thí dụ như chúng ta có thể xây dựng một cái team, một cái team gồm có người quay, người dựng, người diễn, rồi người lên kế hoạch, người lên ý tưởng, kịch bản, đúng không ạ? Rồi người biên tập, hoặc là tất cả những người đấy có khi chúng ta lại là chỉ một người thôi, để chúng ta có thể phát triển được video, phát triển được TikTok, phát triển được website, đúng không? Thí dụ như thầy Phan Anh thì thầy Phan Anh cũng sẽ phải tự làm slide, tự ngồi thuyết trình, đúng không ạ? Tự quay video, tự biên tập video và gửi cho các anh chị các bạn. Đấy, thì những người bán hàng như chúng ta thì cũng sẽ phải làm như vậy. Còn nếu mà chúng ta có thêm hội nhóm, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ lẫn nhau thì càng tuyệt vời. Đó, chúng ta sẽ tạo ra một đội nhóm để cùng phát triển. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cam kết về cái tiến độ, về thời gian, về cái KPI hay còn gọi là cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả của chúng ta rất là cụ thể nhá.
Ví dụ như là trên kênh Facebook là một ngày đăng mấy bài, bài chủ đề gì, lượt tăng cho tài khoản cá nhân, lượt tăng theo dõi cho fanpage, đúng không ạ? Rồi thì lượt tương tác tiếp cận tự nhiên, rồi thì số thành viên tăng được trong group, tùy vào cái công cụ mà chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ phải có những cái KPI rất cụ thể, đấy chưa ạ? Rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải tìm hiểu và phát triển những cái tài nguyên, ví dụ như chúng ta lưu hình ảnh về, chúng ta lưu video về, chúng ta có phần mềm, chúng ta có template, chúng ta có kho ảnh, chúng ta có kho content, chúng ta có thể copy sao chép một số những cái bài chúng ta để sẵn ở đấy để làm tài nguyên của chúng ta, để trong quá trình chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ có cái nguồn tài nguyên để chúng ta phát triển rất là thuận lợi, đúng không? Thì các biểu mẫu, các kho tài nguyên và toàn bộ những cái công cụ để sản xuất nội dung thì chúng ta cũng cần chuẩn bị. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là bắt tay vào làm. Chúng ta sẽ sáng tạo nội dung, chúng ta sẽ thử nghiệm, chúng ta sẽ theo dõi xem là cái nội dung chúng ta đăng có hấp dẫn hay không và có hiệu quả hay không. Chúng ta cũng sẽ đi vào cái vấn đề về thảo luận. Chúng ta đi thảo luận những cái vấn đề liên quan đến cái cách thức để chúng ta triển khai, cái khả năng, cái tài nguyên của chúng ta có thể triển khai mạnh đến đâu và cái đánh giá mức độ hiệu quả sau này, được chưa ạ? Và việc thực thi thì nó phải diễn ra theo công thức 3D, đúng, đủ, đều. Đúng ở đây là đúng nội, đúng đối tượng khách hàng, đúng chủ thể, chủ đề, đúng không ạ? Đúng những cái định hướng về mặt thương hiệu, về mặt định vị. Đủ ở đây là gì? Đủ số lượng, đủ chất lượng, đúng không? Chứ nhiều khi chúng ta chạy theo chất lượng là chúng ta bỏ qua số lượng, mà chúng ta chạy theo số lượng chúng ta bỏ qua chất lượng. Đều, đều ở đây có nghĩa là hàng ngày, hàng ngày, hàng tuần chúng ta đều phải thực thi vào một cách rất là nghiêm ngặt, rất là kỷ luật, là cứ đúng giờ đấy, ví dụ như là 9 giờ sáng chúng ta sẽ đăng, cứ đúng giờ đấy 8 giờ tối chúng ta sẽ đăng trên Facebook, trên Zalo, trên TikTok hoặc là trên website. Chúng ta phải đăng đúng đủ đều. Công thức 3D này trông thế thôi rất là khó. Nhiều lúc chúng ta bận rộn, chúng ta không có thời gian để chúng ta làm. Được chưa ạ? Đấy là cái bước số 2 là bước thực thi. Bước số 3 là bước chúng ta sẽ thúc đẩy, là chúng ta sẽ tìm cách để mà phân phối những cái nội dung mà chúng ta đã làm, và chúng ta sẽ phát triển những nội dung làm sao mà để có khả năng có tính chất lan tỏa, tính chất chia sẻ, tính chất đánh vào cảm xúc rất nhiều. Thí dụ như là chúng ta có thể kết hợp với các công cụ quảng cáo, chúng ta có thể chia sẻ vào các hội nhóm, chúng ta có thể livestream, chúng ta đưa lên cái câu chuyện của chúng ta. Đấy, chúng ta cũng có thể làm xét chéo giữa các cái page đi comment dạo, các group đi comment dạo các fanpage lớn để cho cái lượt là thích về cái trang web cũng như là các cái nền tảng mạng xã hội khác mà các bạn làm để nó tăng lên. Thí dụ như bạn phát triển kênh TikTok thì bạn lượt tăng lượt theo dõi lên như thế nào? Bạn phát triển fanpage thì tăng được cái lượt like lên như thế nào? Đó, thì các bạn có thể sử dụng các công cụ và lên danh sách các công cụ như vậy. Rồi cũng lại đúng đủ đều hàng ngày vào viết bài xong này đi share, viết bài xong đi share, viết bài xong thì tương tác với khách hàng như thế nào, đúng không? Đó, thế rồi thì các bạn cũng sẽ cần phải đa kênh, đa nền tảng, dùng các kênh đẩy lẫn nhau. Thí dụ như là từ Facebook bạn đẩy sang YouTube, từ YouTube bạn đẩy sang Facebook, từ Facebook YouTube bạn đẩy vào website, thì khi người ta tìm một lúc người ta thấy nhiều công cụ, nhiều nền tảng thì người ta sẽ đánh giá mình cao và người ta sẽ thấy rằng là người ta mong muốn hợp tác cùng với mình vì mình là một người có uy tín, có chuyên môn trong cái lĩnh vực đó và mình là một cái người bán hàng của Mobifone rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rất là chăm chỉ, rất là tin cậy và tôi sẵn sàng là nhận được những cái tư vấn của khách hàng, được chưa ạ? Vâng. Tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ xác định ngân sách cho cái việc thúc đẩy này nếu có. Ví dụ như chúng ta có thể có một cái lợi nhuận nào đó mấy chục triệu một tháng hay là mấy triệu một tháng. Tôi không biết một cái con số cụ thể thì các bạn có thể ngắt ra một cái ngân sách 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 7 triệu để các bạn thúc đẩy bạn để các bạn quảng cáo cho kênh fanpage của mình, kênh Zalo của mình, kênh TikTok của mình. Đấy. Và các bạn cũng có thể tạo ra nhiều kênh ví dụ như Zalo nhóm, Zalo OA để chăm sóc khách hàng rất tuyệt vời. Thì trong cái phần chăm sóc khách hàng sau này thì tôi sẽ nói về những cái kênh đó và cách cách thức triển khai những cái kênh đó như thế nào để cho các bạn hình dung ra.
dễ dàng hơn. Vâng, đến bước thứ tư, đấy là bước đo lường, đúng không? Chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ đánh giá là cái nội dung chúng ta có những bài có nhiều lượt thích, có những bài lại không có lượt thích nào. Vậy thì tại sao? Nội dung như thế nào, hình ảnh như thế nào, thời điểm như thế nào và đối tượng khách hàng chúng ta hướng tới như thế nào mà tại sao người ta lại không thích, có đúng không? Và chúng ta cũng sẽ cần phải tối ưu các cái nội dung này, từ vật hình ảnh đến video cho đến giải pháp. Đấy, rồi chúng ta cũng sẽ phải sưu tầm các cái tài nguyên, các cái dữ liệu để chúng ta phát triển tiếp. Và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả và báo cáo với chiến dịch của chúng ta, báo cáo cái một cái đợt mà chúng ta làm. Thế sau đó thì nó sẽ giống như là một cái vòng tròn, nó giống như là một cái vòng tròn, thì nó lại xoay lại, bắt đầu lại lên kế hoạch cho lần tới, lại thực thi, lại thúc đẩy, lại đo lường. Nhưng lúc này thì cái chất lượng nội dung nó lại tăng lên, cái mức độ hấp dẫn của mình đối với khách hàng nó lại tốt lên, đúng không ạ? Số lượt theo dõi của mình nó lại tốt hơn nữa, và mình xây dựng được thương hiệu mạnh, lượt theo dõi mạnh và chất như nước cất, đúng không? Đó. Thế thì cái việc mà nội dung mà mình cần phát triển ấy, thì các nội dung về mặt là bài viết hoặc là hình ảnh hoặc là video hoặc là đường link, trong đường link web thì nó có thể mix từ text đến ảnh đến video đều có thể là mix vào nhau được, đúng không? Thế thì chúng ta chia sẻ nội dung gì cũng được, nhưng mà miễn là nội dung đấy nó phải có giá trị, nó phải hữu ích, nó phải đem những cái thông tin mới, thông tin nóng bỏng, thông tin hấp dẫn với người đọc, với người xem. Có thể không phải là về sản phẩm, có thể không phải là về dịch vụ, có thể là giải trí, có thể là vui vẻ, có thể là cảm xúc, có thể là một bài học, có thể là một cái gì đó rất là tích cực, đúng không ạ? Tư duy tích cực, rồi thì phát triển bản thân. Vâng, rồi thì chia sẻ những cái kinh nghiệm sống, cái kinh nghiệm làm việc. Ok, vâng. Và nội dung thì phải có độ dài và có khả năng tổng hợp thông tin đầy đủ. Đấy, các nội dung thì cũng phải có tính chủ động, tích cực, có cảm xúc, đúng không ạ? Đấy. Thì bốn cái yếu tố như vậy là để chúng ta có thể sáng tạo nên nội dung của chúng ta một cách hay, hấp dẫn và hiệu quả. Đó, và chúng ta phải thử nghiệm thôi. Chúng ta phải thử nghiệm A trên B, tức là nội dung hôm nay chúng ta đăng chúng ta chưa thấy tốt thì ngày mai chúng ta lại suy nghĩ về điều đó để chúng ta đăng, đúng không ạ? Chúng ta cũng lên những cái việc mà xác định được những cái chủ đề, xác định được nội dung, xác định được cách thức triển khai. Đấy, xác định được cách thức triển khai thì chúng ta cũng sẽ làm, và chúng ta cũng chọn những cái giờ vàng để chúng ta đăng. Đấy, và quan trọng nhất là nội dung nó có tính chất là liên kết, nó có tính chất là tổng hợp. Đấy, thí dụ như thế này gọi là nội dung tổng hợp này, chẳng hạn như là bạn viết một cái nội dung mà ví dụ như là tất tần tật về các gói cước của Mobifone, ví dụ thế, đúng không? Tất tần tật, hay là các bạn có biết là hiện nay có bao nhiêu gói cước của Mobifone không? Mobifone hiện nay đang triển khai bao nhiêu gói cước? Đấy, thì mình có thể là tổng hợp tất cả các gói cước của Mobifone 2022, tổng hợp 101 gói cước của Mobifone 2023, thì một cái bài nội dung như thế đấy, là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rất là hấp dẫn. Gói cước một là cái gì gì, cú pháp như nào, gói cước 2 là cái gì gì, cú pháp như nào, gói cước 3 là cái gì gì, cú pháp như nào. Chúng ta viết viết viết, viết như thế, chúng ta kèm hình ảnh minh họa, kèm hình ảnh minh họa chúng ta đưa lên, hoặc là chúng ta làm video, chúng ta làm TikTok, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là những cái dạng video, dạng dạng nội dung hoặc là video như vậy nó sẽ rất là ok, rất là thu hút đấy. Thế thì một cái content hay được đánh giá là như thế nào, là một cái content hay, đấy, một cái nội dung hay, đúng không? Thì rõ ràng là chắc chắn là ví dụ như là bây giờ các bạn viết một cái nội dung dành cho sinh viên mà các bạn lại là viết nội dung giải toán lớp 1 thì chắc chắn là sinh viên người ta sẽ bảo là không hay. Ý tôi muốn nói là gì? Ý tôi muốn nói là nội dung hay ấy, là nó phải là cái mức độ phù hợp giữa nội dung, giữa dạng bài viết này, dạng hình ảnh hoặc dạng video, đúng không? Phù hợp với người được tiếp nhận thông tin. Thế thì khách hàng của Mobifone bây giờ họ làm gì, họ thích cái gì, thì người bán hàng có thể cung cấp những cái thông tin như vậy, ngoài những cái nội dung về sản phẩm của Mobifone, dịch vụ của Mobifone, đúng không ạ? Cách thức triển khai các cái sản phẩm và dịch vụ của Mobifone thì chúng ta đều có thể là làm được. Nhưng chúng ta sẽ nói thêm những cái câu chuyện khác,
ngoài những cái câu chuyện về sản phẩm và dịch vụ. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Đấy, thí dụ như là đấy, về kinh doanh, về bán hàng, về online, về marketing, về chăm sóc sức khỏe, về nuôi dạy con cái, về kiếm tiền, và mời họ làm cộng tác viên cùng mình, mời họ giới thiệu khách hàng cho mình, biến khách lẻ thành khách buôn, đúng không ạ? Chia sẻ những kinh nghiệm sống, vân vân, hoặc là những cái thứ giải trí như sao nọ sao kia, showbiz, hay là những cái thứ giải trí khác nữa nhá. Có một điều chắc chắn rằng nội dung hay là nội dung người ta phải phù hợp với đối tượng khách hàng. Đấy. Thứ hai nữa là nội dung hay là nội dung nó sẽ phải có thông tin hữu ích, giá trị, chất lượng, cung cấp một cái thông tin nào đó mới mẻ, một cái bí quyết nào đó. Vậy thì trong một bài viết mà không có một trong số các yếu tố đó, trong một hình ảnh, trong một video mà không có những cái yếu tố cảm xúc, yếu tố thông tin hữu ích, đấy, giống như là một cái món ăn ấy, đúng không ạ? Giống như một cái món ăn ta cho vào cái nồi đấy, rất nhiều thứ, từ gia vị cho đến mắm muối cho đến cái nước nôi vân vân, đúng không? Thì cái món ăn nó mới ngon được. Thế thì chúng ta phải cho vào nội dung những cái yếu tố như tôi nói. Chúng ta phải thấu hiểu khách hàng, chúng ta phải biết cách thể hiện nội dung, cách sử dụng ngôn từ làm sao cho nó mạnh mẽ, cho nó hấp dẫn, đúng không? Và chúng ta tạo ra được sự khác biệt cho mình. Đấy. Người ta chỉ biết là ừ, cái nhìn cái hình này đẹp thế. Thế nhưng mà làm thế nào để ra được một hình đẹp thì người ta lại không biết làm. Nó đòi hỏi công cụ, nó đòi hỏi bố cục, nó đòi hỏi tư duy. Ok. Và chúng ta cũng sẽ phải xác định được cái sự khác biệt của chúng ta, unique selling point trong bán hàng, cái sự khác biệt là gì. Và khi với có cái sự khác biệt này thì chúng ta sẽ viết được những nội dung nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn, tốt hơn, kiểu kiểu như thế. Ví dụ như là chúng ta có thể hiểu được khách hàng rồi, nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ rồi, đặt mình vào vai trò khách hàng cần gì rồi, hướng dẫn cho họ dễ hiểu rồi, liệt kê và đưa ra cam kết để chúng ta làm, và chúng ta xác định được cái sự khác biệt, và sau đó thì chúng ta viết những cái sự khác biệt đó vào là xong, có đúng không? Đấy, thì toàn bộ những cái video tôi vừa hướng dẫn sơ bộ cho các anh chị và các bạn này, cái quy trình, cái cách thức để chúng ta có thể có ý tưởng để phát triển nội dung từ dạng viết đến dạng ảnh đến dạng video. Đấy, để chúng ta sẽ tổng hợp nó, chúng ta sẽ phân tích nó, chúng ta sẽ chia sẻ nó và chúng ta sẽ pha trộn nó. Thế thì cái cách mà để mà làm mà tốt nhất cho mọi người khi mà mọi người muốn viết nội dung hay thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, hoặc là làm hình ảnh thì chúng ta sẽ làm các bước như nào? Thì tôi nghĩ rằng đầu tiên là các bạn cần phải có một cái sự tìm hiểu rất kỹ về cái sản phẩm hoặc dịch vụ đó, cái thứ mà bạn đang chuẩn bị viết. Thí dụ bạn đang chuẩn bị viết về tổng hợp tất cả các gói cước của Mobifone hiện nay 2022. Thế thì bây giờ thì bạn phải tìm Google rồi, bạn phải search rồi, thậm chí bạn phải hỏi Mobifone là có hiện nay Mobifone đang triển khai bao nhiêu gói cước. Thế giả sử, tôi giả sử đó bây giờ Mobifone có 100 gói cước. Ok. Thì tôi sẽ lên kế hoạch là viết một bài viết là tổng hợp 100 gói cước của Mobifone 2022. Thế, thế sau bắt đầu tôi sẽ viết đấy, phần mở bài tôi sẽ đặt vấn đề. Đấy, tại sao tôi viết cái chủ đề này? Đấy, hiện nay có rất nhiều gói cước, mỗi người cũng có một cái gói nó phù hợp với các đối tượng, từ doanh nghiệp cho đến cá nhân, từ những người làm khoa học cho đến những người bán hàng cho đến những cái người có những cái nhu cầu khác. Rồi, thế sau đó thì tôi bắt đầu mới đi vào những cái gói cước cụ thể. Đấy, tôi đặt tên và tôi có một cái mô típ viết, đúng không ạ? Ví dụ như gói cước tên là như này, cú pháp soạn là như này, mô tả gói cước này dành cho đối tượng nào, đấy, có những cái lợi ích giá trị gì, có những cái cảm xúc, có những ưu đãi gì, đúng không ạ? Và dùng như thế nào, vân vân. Đó, tương tự như thế, bắt đầu tôi làm và phía cuối của mỗi bài viết thì tôi đều là gì, hướng dẫn cách soạn, hướng dẫn cách mua, bởi vì tôi là sale mà, nên họ phải mua của tôi thì họ mới bán hàng. Đấy. Hoặc là với những nội dung khác mà muốn viết được tốt, chẳng hạn như bây giờ mình viết về một cái chủ đề là vấn nạn bắt nạt học đường, thế thì bây giờ mình muốn viết về chủ đề này, rõ ràng là mình không phải là chuyên gia về tâm lý, mình cũng không phải là giảng viên hay giáo viên dạy ở các trường, mà mình biết được rằng là bây giờ cái vấn nạn đấy nó là như thế nào. Vậy thì bước 1 là mình lên mạng, mình search, mình tìm kiếm đấy, mình search trên Google này, bạo hành hay là các cái vấn đề bắt nạt học đường. Ok, thế thì nó sẽ ra rất nhiều bài viết trên web
nó sẽ ra rất nhiều bài viết trên Facebook, hoặc thậm chí nó sẽ ra những cái video mình tìm trên YouTube là chuyên gia này chuyên gia kia người ta nói về vấn nạn bắt nạt học đường rồi. Thế là mình copy, mình tổng hợp lại, đúng không? Đấy, mình copy, mình tổng hợp lại để làm gì? Đấy, để mà mình sẽ OK, vâng. Thế thì để mình tổng hợp lại thì lúc đấy mình sẽ có thông tin và mình có dữ liệu để mình viết. Thế bước số 2 là mình sẽ làm gì? Bước số 2 là mình bắt đầu là mình sắp xếp lại, bố cục lại. Thế nào lại sắp xếp lại bố cục? Ví dụ có một cái bài viết của một cái tác giả A, người ta viết là 10 tác hại của bắt nạt học đường. Đấy, hay là tác giả B người ta lại viết là xử lý khủng hoảng cho một ngôi trường khi mà gặp ra tình huống là có hiện tượng bắt nạt học đường. Đấy. Hay là một cái tác giả C người ta lại viết là nếu con bạn bị bắt nạt học đường thì bạn cần phải làm gì? Thế thế là ba cái góc nhìn khác nhau về ba đối tượng khác nhau và mình cũng có thể tạo được ba bài viết khác nhau, một series để mình phục vụ độc giả của mình thể hiện cái tôi, mình thể hiện cái quan điểm, mình thể hiện cái hiểu biết của mình về một cái chủ đề hot trend để mình tăng được thu hút, mình tăng được lực tương tác, đúng không? Đấy. Và tất nhiên cuối mỗi bài viết mình đều có chữ ký tên tôi là Phan Anh và tôi đang làm Mobifone và tôi đang có những bán những gói cước dịch vụ như này, nếu bạn cần thì bạn hãy liên hệ với tôi. Đó. Thế thì bây giờ mình tổng hợp lại, người ta bảo là 10 cái tác hại. Đặt tên của nó là tác hại 1 là cái gì đấy, tác hại 2 là cái gì đấy, tác hại 3 là cái gì đấy, đúng không? Thế thì mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ sửa thành 12 cái tác hại. Đấy, rồi thì mình sẽ đảo thứ tự, rồi mình đặt lại tên tác hại, rồi mình viết lại toàn bộ cái phần đó dựa trên những cái mình đang có. Mình sẽ sử dụng cái cách là mình sẽ đổi từ. Thí dụ như là người ta dùng một cái từ như thế này thì mình sẽ dùng một cái từ khác có nghĩa tương tự. Đấy, cấu trúc cách thức mình viết lại. Thế là tự dưng là biến một cái bài của người ta thành một cái bài của mình hoàn toàn mà không bị mang tiếng là copy mà vẫn có thể rất là hay. Đấy, đấy chính là cái cách mà tôi hướng dẫn cho mọi người để mọi người có thể là biết cách viết. Đấy, cách này rất là dễ và khi viết thì các bạn nên viết dưới dạng liệt kê. Tiếng Anh nó gọi là listing paragraph, đúng không ạ? Viết dạng liệt kê tức là 1 là, 2 là, 3 là, 4 là, 5 là, 6 là, 7 là, 8 là. Ok. Thế trong trong từng cái đoạn 1 là thì ta làm gì? 1 là thì bây giờ ta lại là gì? Là 1 là cái ta lại có mô típ mở bài thân bài kết luận. Đấy, và trong mở bài thân bài kết luận như ngày xưa ta học văn ấy thì lại có minh chứng, có số liệu. Khi mà chúng ta sử dụng các ngôn từ thì nên sử dụng tính từ mạnh, tính từ so sánh, tính từ ẩn dụ, đúng không? Và khi mà chúng ta sử dụng động từ thì chúng ta sử dụng các động từ mạnh. Đấy, và cũng có thể sử dụng động từ so sánh. Thì như vậy câu văn nó sẽ rất là hay, câu văn nó sẽ giàu hình ảnh, giàu ý tưởng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Rồi, nha, thì các bạn phải thực hành thôi, các bạn phải làm thôi. Và lúc nào trên tay cũng có cái điện thoại, trên máy tính, ví dụ có ý tưởng gì hay là thấy cái gì đó hay hay một phát là copy, vứt vào cái file note hay là một cái ứng dụng nào đó ghi chú của mình. Đấy, sau lúc nào đó mình lôi ra mình đọc, mình sửa. Đấy, kiểu kiểu như thế. Ok, rồi, nha. Thì tạm thời cái video này ta sẽ tạm dừng ở đây và tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video khác về các công cụ và các cái tư duy tiếp theo để chúng ta có thể làm nội dung, viết bài, đăng bài và bán hàng, tư vấn chốt đơn tốt hơn nữa, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.